Nhâm Tuất 1982, mệnh thủy, tháng tư âm, thời vận không hành thông. Thiên can nhâm hành thủy khắc thiên can đinh hành hỏa, thủy khắc hỏa. Tuy vậy, địa chi tuất hành thổ, được địa chi tị hành hỏa sinh, hỏa sinh thổ. Bản mệnh đại hài thủy và sa trung thổ, chẳng ai và bên nào được lợi cả. Mệnh lấn át mệnh tháng cũng không là tốt. Biển lớn lấn cát bờ nên cái nền móng cho sự thành công kém. Nhà muốn đẹp thì nền phải chắc chắn, thổ là nền móng yếu thì vận thế không hành thông. Do tương khắc thủy khắc thổ nên không có quý nhân tháng này hỗ trợ, các công việc đều tự thân lo liệu, xoay sở như trong chóng. Tiền bạc, kinh doanh buôn bán ngừng trệ hoặc là chậm, có sự cản trở. Vì thế tiền bạc khó là những như là cơn mưa rào mát mẻ, tắm mát đầu hè được quý vị nhé.